Kính thưa quý khán giả, chúng tôi là thích nhất là cái loại cá lúa lù đù này nè, quý vị, cá lù đù chiên á. Cái đó mình muốn thả chiên. Ở cái nhà hàng Lưu Viên này là nơi mà chúng tôi gia đình của Viên USBA đúng đây đúng không? Thường đến đây ăn vào những ngày dịp lễ Tết. Giơ tay chào quý vị khán giả đi. Cậu đâu lớn tiếng đàng hoàng, nuôi đưa tay không vậy? Con ăn chưa? Đi lấy bánh đi, lấy kem đi. Và mới được thi giới thiệu là nó có cua răng muối, cua càng bự luôn á quý vị. Thực tế ra nếu mà lần vô mà ăn món khai vị đầu tiên mà ăn món mà dầu mỡ như thế này thì chút nó sẽ ăn không được nhiều món nha quý vị. Mà riêng cá nhân chúng tôi mà đi ăn như vậy á, thường thường là lỗ, tại vì chúng tôi ăn rất ít, mà đặc biệt là gia đình VN USBA không có người nào mà là ăn nhiều hết, ăn chừng dễ là coi như là đã no rồi. Thành ra thường thường đi ăn buffet như vậy là thường thường lỗ không quý vị. Như điều để làm tin làm phim thì chúng tôi cũng phải cố gắng đi để tốn tiền để quay phim gửi đến quý vị khán giả. Tôm nha quý vị. Ngày nào bạn cũng làm mà mới ngày hôm qua bà làm nguyên một thùng sữa kìa. Để đem vô. Đó con. Là sữa đó. Đây rồi. Quay quá mà quay đi. Có cái đồng xe. Em ra nha. Quay qua bác quà hỏi rồi. Ba bà. Đây thì ba bà. Ba ba đi. Ba ba đi. Lại vui. Không em nghe lời. Nó muốn mở cái dù kêu nó open cái chị nói. Open. Biến rồi. Em nghe lời chị đó. Chị đó. Đẹp quá. Gái. Đây con rồi. Em này làm hư rồi. Chú Bi thấy không kìa. Nó ngắn vô rồi cây nó còi, nó còn cái cây gốc. Cái này sẽ ngồi con lấy nó ra.
nói nha. Chào quý vị khán giả. Hello audience. Nói chào quý vị khán giả. Chào quý vị. Ta nói rằng. Hello audience. Hello audience. Hello audience, I'm right here. Bye New bye. Happy New Year. Chị ba này hả? Happy New Year. Happy New Year. Để lên. Happy New Year. Nhìn nó nói đồng hành. Nói gì đó ông người nói. Nói đồng hành. Happy New Year. Happy New Year ông. Ủa ông qua bển rồi hả? Dạ có định chạy về đây chứ cơ. Thôi được rồi ông ngồi. Ông ngồi qua đây nè. Cái này mình đi xào nè. Nó đi lật lờ đó, nó cua nè. Nó lại giảm béo rồi mà ăn như vậy. Thành ra là cua mà còn nồi thì thịt vỏ trong. Cái này là béo lắm. Em ăn chay gì ăn tôm rồi. Dạ. Đây cũng là chay nè quý vị. Đó. Quen với bà chủ à. Dạ. Quen với bà chủ. Không phải sau khi em vừa đi làm thấy. Mom đây. Bà con biết đó. Thế là cái tôm tôm. Cay à. Mẹ của em ha. Đứng đây đi, đứng đây mẹ à. Rồi giới thiệu món này mặn hay ngọt hay? Rất là ngon ông, rất là ngon ông. Ngọt, thịt chắc quá hả? Bữa nay nó vẻ thịt dạ. Chắc quá hả? Raw fish mà hôm nay nó ngon lắm. Dạ, mai nó ngủ con lớn mà bữa nay con ngọt. Dạ. Ngày mai anh không gặp, ngày mai á là đi lễ về rồi gọi phone hả ông? Chú Red nó nổi lên nè. Đó, nó trở thành câu vuông. Đó, bắt đầu nó đang. Nó đang quay á, con hiểu không? Quay á, con cầm á, đừng có cho rung. Đừng có cho đừng những cái mu. Rồi, đó. Đó, cầm gì đó. Rồi, quay qua mẹ con. Quay qua mẹ con. Bây giờ phải quay mẹ con ăn cái gì. Bắt đầu mẹ này xuống. Thành giờ mấy này về thì con nổi nè. Trong mặt thầy luôn. Thầy Kiểm hả? Ông dậy. Đây nè mẹ làm cho ăn. Quay từ từ lên. Quay từ từ lên. Rồi quay qua ông. À, ông đó. Vậy ha. Cứ để chút xíu giữ vậy ha. Quay giữ gì xong xuôi rồi. Tắt. Bắt đi, bắp dê. Yes. Đó, thấy như vậy nha. Quay qua mẹ con ha. Đó. Quay qua mẹ con. Quay qua mẹ con. Quay qua mẹ con. Quay qua mẹ con. Để lại. Để lại. Để lại. Để xuống. Để xuống. À. Hello, Minh. Đó. Nói hello đi. Hello đây. Hai mồm. Đó. Hai Minh. Hello của Minh. Mẹ ăn cái gì? Mẹ ăn crawfish. Đó, ngon ngon. Mẹ có ăn ngon không? Ngon lắm. Mình ơi. Mình muốn ăn không? Mình ăn không? Ê, ê, xin bà. Cái này cái mình tắt, mình tắt đi. Tắt, mình tắt đi. Mẹ ăn cái gì? Rồi ta đi ăn chay á. Đi ăn chị có ăn ngon tôm với rau ngon lắm. Ừ. Đi ăn ta chỉ có nhà rau với này tôm thôi. Rồi hỏi chú con sao ăn á. Hỏi đi. Chú con ăn cái gì? Ăn coi giải lao ăn. Hỏi bác con ăn cái gì? Bác con ăn cái gì? Tôm nè. Tôm nè, hỏi bác con sao ăn nhiều quá vậy? Sao bác con ăn nhiều quá vậy?
ăn cho nó mau. Ừ. Thôi ăn cho mau lớn. Rồi, tới đây khi mình tắt đi. Để qua đây. Hôn nha, hôn cứng á, đừng có để chưa luôn nha. Hôn chưa cho cứng nha nè, không có để luôn máy nha. Hôn tới đây. Yeah. Anh đi chụp ảnh. Yeah, rung rung rung. Tắt đi. Cho nó đi đưa đường nó quen. Ha thầy ha. Cái gì đi? Dạ cá lù lù. Cá lù lù vàng đó thầy. Con này lắm. Viên giòn phải không? Bãi chiến trường tôm và cua đang bị ho nhưng mà này lớn à. Đây em lớn lộn đây rồi à, cô này thì hôm nay cũng giảm ốm rồi nè đó. quý vị thấy rằng Kylie lúc này giảm ốm ghê hả? Giảm ốm Ba ba. Cảm ơn.